Thưa quý vị, Tiếp viện trưởng Tổng viện Kiểm sát Liên bang Nga Igor Krasnov đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam vào chiều nay. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay và nỗ lực vun đắp cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga không ngừng phát triển. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam đang đẩy mạnh xây dựng đề án, chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Viện Kiểm sát Nhân dân với chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp là cơ quan quan trọng trong hệ thống tư pháp của Việt Nam và một trong những cơ quan đi đầu trong xây dựng thực hiện đề án này. Chủ tịch nước đề nghị Viện Kiểm sát hai nước cần tập trung triển khai linh hoạt, thực hiện hiệu quả chương trình hợp tác phù hợp với tình hình mới, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trao đổi đoàn các cấp sang thăm, làm việc và nghiên cứu nhằm tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau, kịp thời trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình tội phạm, từ đó nâng cao hiệu quả phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm mạng. Viện trưởng Tổng viện Kiểm sát Liên bang Nga Igor Krasnov bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam, cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp và nhấn mạnh, trải qua thời gian, mối quan hệ lịch sử lâu đời Việt Nam-Liên bang Nga vẫn được duy trì và đang đạt được thành tựu tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga đến năm 2030 sau chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Nga năm 2021 đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác quan trọng giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.